xin chào tất cả các em thầy là hồ đức Thuận điều quan hợp Thì từ bài toán số 5 thì đang đương nhiên đó chính là cái dạng toán về vận dụng cao rồi. Đúng không? Rồi bây giờ thì trước mắt thì thầy sẽ nhắc lại cho các em một chút về cái những kiến thức nền tảng mà chắc chắn là chúng ta phải dùng để giải quyết các bài toán như thế này. Đúng không ạ? Đó là như sau. Các em chú ý này. Chú ý những kiến thức nền các bạn nhé Tất cả chúng ta đều phải nhớ như chẳng qua thầy dạy rồi, nhưng thầy phải nhắc lại cho các em trước khi mà mình đến phòng bài tập thôi. Nếu như đồng chí nào mà quên cái này rồi thì cũng rất là toang luôn, đúng không? Em chú ý này. Nếu như mà chúng ta có một hàm số y f(x) thì đương nhiên là người ta gọi đó là hàm số gốc rồi, đúng không ạ? Nhưng nhớ rằng là bây giờ người ta bảo các bạn là xét tính đơn điệu của hàm số. Thì các em nhớ luôn giúp thầy là đơn điệu thì gồm có gì các bạn nhỉ? Còn có hai loại, đúng không? Đó là đồng biến và gì? Đồng biến và nghịch biến. Đó. Ok không ạ? Và nghịch biến. Ok chưa? Đồng biến và nghịch biến. Nhưng vấn đề nằm chỗ là đồng biến và nghịch biến là xét như thế nào đây? làm sao để biết là hàm số đồng biến hay nghịch biến trên khoảng nào? thì tất cả những cái bài toán đơn điệu hàm số thì chúng ta đều liên quan đến gì các bạn liên quan đến xét dấu đạo hàm đúng không ạ xét dấu y phẩy đó các bạn nhớ giúp thầy cái từ từ này này đúng không tất cả các bài toán mà người ta yêu cầu chúng ta muốn xét tính đơn điệu thì chung quy lại là các bạn phải xét được dấu của đạo hàm đấy đúng chưa xét dấu đạo hàm đấy xem là đạo hàm nó dương thì suy ra là hàm số sẽ đồng biến đúng không và hàm số sẽ đạo hàm sẽ âm thì hàm số sẽ nghịch biến thôi. Cái đấy là cái cái rất là quan trọng đúng không? Nhưng mà thầy nhắc lại cho các em một chút để các bạn ghi vào này. Đó là như sau. À, xét dấu f'(x) đúng không ạ? Và chúng ta có nếu nếu làm sao? f'(x) của chúng ta lớn hơn hoặc bằng không đúng không? Với mọi x của chúng ta thuộc khoảng từ a đến b gì đấy chẳng hạn. Đó thì các bạn có quyền chúng ta kết luận luôn là hàm số y bằng f(x) của thầy đúng không? Người ta gọi là gì? Là đồng biến trên khoảng từ a đến b. Đó Các bạn nhớ thấy chưa à, Lớn hơn được bằng các bạn nhớ rằng là nó sẽ có một số dạng toàn là có chứa dấu bằng Và cụ thể là nó sẽ xảy ra đối với các hàm đa thức Đúng không Còn các hàm phân thức thì nó không có dấu bằng Đó đây là trường hợp thứ nhất các bạn nhớ chưa thầy chưa Cái thứ hai Cái này thì thực ra ai cũng biết rồi Nhưng mà trước khi thì mình làm bài tập thì mình nhắc Nhắc lại thôi Cái trường thứ hai là nếu như mà gì nhỉ Nếu như mà f của chúng ta ấy mà nhỏ hơn được bằng không với mọi x của chúng ta đang thuộc khoảng từ gì từ C đến D chẳng hạn đúng không ạ thì các bạn có quyền chúng ta suy ra luôn là hàm số y bằng fx của chúng ta làm sao các bạn nhỉ là nghịch biến trên khoảng từ C đến D đấy đúng không đó đây là những kiến thức rất là cơ bản đó, tất cả những cái mà thầy vừa nhắc cho các em thì nó đều nằm trong một cái từ rất quan trọng là từ sách giáo khoa thôi đúng không nó rất là cơ bản thôi tuy nhiên mà dạng của ngày hôm nay mà thầy muốn dạy cho các bạn ấy nó đơn điệu quả hợp mà rất nhiều bạn bây giờ hỏi hầm hợp là cái hàm gì vậy thầy hàm đơn là hàm gì hàm hợp là làm gì thì thầy sẽ dạy cho các bạn một chút về cái hàm hợp Và là như sau ví dụ hàm đơn đúng không ạ hàm đơn trước đi hàm đơn là gì và hàm hợp là gì thì các em nhớ chút thầy này hàm đơn là hàm số y bằng fx đó đây được gọi là hàm đơn đúng chưa đây được gọi là hàm đơn còn thế nào là hàm hợp hàm hợp là gì và mối quan hệ của chúng là như thế nào thì các em nhớ giúp thầy như sau hàm hợp là hàm số có lõi khác x đó, có loại khác x ra là hàm hợp hết Thầy lấy ví dụ Y bằng F của chữ x chẳng hạn Đó, các em nhìn thấy không? Chữ x thằng này nó phải là hàm đơn Mà nó là hàm hợp Lý do vì sao? Bởi vì cái lõi của chúng ta đây là chữ x chứ không phải là x nữa Đó, đúng không ạ? Thì nó được gọi là hàm, hàm hợp Hoặc là Y bằng gì các bạn nhỉ? Y bằng F của 2x chẳng hạn này Đó, rồi Y bằng gì? Y bằng F của x bình chữ 3 này Đó, tất cả những cái mà thầy vừa lấy ví dụ đây Đều được gọi là hàm hợp các bạn nhớ cho thầy chưa? Đều được gọi là hàm hợp đó, Hàm hợp là gì? Hàm hợp là hàm có lõi của nó Nó sẽ khác ít ra thì gọi là hàm hợp Đúng chưa các bạn? Đó, nhớ giúp thầy nhá Và trong cái công thức này có một cái rất là quan trọng Mà các bạn phải nhớ đó là À, đạo hàm của hàm hợp Y' phải bằng gì các bạn nào Y' phải bằng FU Đó, tất cả phải Đây là công thức tính đạo hàm của hàm hợp các bạn nhé Các bạn nhớ ghi chép cẩn thận giúp thầy một chút xíu bởi ừ, những cái này là cái kiến thức rất là quan trọng để chúng ta làm được nhá cái này người ta là đạo hàm hàm hợp đó được chưa các bạn đạo hàm của hàm hợp các bạn nhá tên đạo hàm của hàm hợp có công thức như nào đây hàm hợp của chúng ta thì thường thường người ta ký hiệu fu trong đó u là một biểu thức nó không phải là x người ta gọi là hàm hợp đúng không à, u đây người ta gọi là viết chung thôi nhá là viết chung thôi nó không phải là x là được người ta gọi là hàm hợp Vậy tính đạo hàm của nó thì chúng ta nhớ giúp thầy công thức của chúng ta là như sau. Đó là bằng U phẩy nhân với F phẩy U. Đó, các bạn nhớ thầy. Đây, công thức huyền thoại của chúng ta. Từ nay trở về sau. Đúng không ạ? Chúng ta có 11 tháng nữa thì chúng ta vẫn phải học thằng này. Từ nay trở về sau. Cứ nhắc đến đạo hàm của một hàm hợp thì mình luôn luôn nhớ là công thức là bằng U phẩy nhân với F phẩy U. Được chưa? Thầy lấy ví dụ các bạn như sau. Ví dụ Người ta bắt các bạn tính đạo hàm thằng này Đúng không? Bắt các bạn tính đạo hàm thằng này Thì chúng ta tính nhau đây, chúng ta có y phẩy là bằng gì? F của chữ x Đúng không ạ? Tất cả phẩy Đó Nhưng các em hiểu rằng là u của chúng ta đây là chữ x Thì u phẩy nó chính nó bằng gì? U phẩy là chữ x, tất cả phẩy đấy Đúng không? Mà chữ x tất cả phẩy thì có đúng bằng chữ 1 không các bạn? Là dấu trừ Đúng không ạ? Và nhân f phẩy u là nhân với f phẩy của gì? F phẩy của chữ x đó, các bạn tính chuẩn như thế này nhé Đây là công thức tính đạo hàm của hợp Đúng không? Tương tự ví dụ số 2 này cũng tương thế Đây Các bạn tính y phẩy là bằng f của 2x Đúng không? Đó, tất cả phẩy lên Thì chúng ta vẫn sẽ cần chú ý là u là cái gì? U trong bài này là 2x Đúng không? U là hai cái thằng này các bạn này Đó, nó cái lõi của nó đây Đúng không ạ? Và sau đó thì các bạn dùng công thức đạo hàm thì bằng u phẩy Tức là hãy tất cả phẩy đấy Hãy tất cả phẩy thì bằng gì? Thì bằng 2 đúng không ạ và nhân f phải u tức là nhân f phải của hai x đó những cái rất là quan trọng mà cơ bản nhất mà tất cả chúng ta phải nhớ cho thầy đúng chưa tương tự thằng này thì làm sao thằng này cũng tương tự các bạn nhé y phẩy này thì bằng f của gì x bình đúng không ạ trừ ba x đóng ngoặc lại tất cả phẩy đó đây là công thức tính đạo hàm quả hợp Tại sao như bạn hỏi thế tại sao phải dùng công thức này vậy thầy? Bởi vì tất cả các bài về sau nó liên quan đến cả đơn điệu các bạn này, liên quan cả đến cả cực trị này, thậm chí là liên quan đến giá trị lớn nhất nhỏ nhất. các bạn nhớ giúp thầy là những cái mà thầy dạy xong nó sẽ có trong đề thi trung học đúng không ạ? Phổ thông quốc gia. Các bạn nhớ giúp thầy như thế. Những cái gì mà mình đều học đấy nó đều hướng đến cái kỳ thi thi này hết. Chứ không phải kỳ thi học kỳ đâu. Các bạn nhớ nhá, những cái gì mà mình đang học thì nó đều hướng đến cái cái đích đến của mình nó vẫn là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đúng không? tức là cái kỳ thi đại học của chúng ta ấy. chứ không phải là hướng đến cái kỳ thi uh, học kỳ của các bạn hay là kiểm tra trên lớp đâu nhá ok chưa sau đó thì các bạn chỉ cần nhớ rằng là trong cái thằng này u là cái gì u nó chính là biểu thức nòng trong ngoặc đấy đây đó, cái lõi của ta đây đúng không đây là u đây đó các bạn quan sát được không thì bằng u phẩy u phẩy của chúng ta về bản chất nó cũng là bằng x bình trừ ba x mà tất cả phẩy đúng không đây là u của chúng ta đây đúng chưa Nhân với F U là nhân F của gì? X bình trừ 3 X Đó các bạn nhìn thấy không ạ? Và đương nhiên các em có thể nhầm được luôn Đúng không ạ? Ví dụ đào hàm thằng này thì lớp 11 các bạn học rồi Đào hàm X bình thì có đúng bằng 2 không các em? Đào hàm của trừ 3 X thì bằng gì? Bằng trừ 3 Đúng không ạ? Và đương nhiên là thằng này các em giữ nguyên Nhân F của X mũ 3 X bình trừ 3 X Đó Ok chưa? Và đây là cái công thức của chúng ta Sau khi mà các bạn đã nhớ công thức rồi hoặc là mình đã làm quen thì được hiển nhiên là mình sẽ rút ngắn được cái thời gian để chúng ta nhầm. Đúng chưa? đó là những kiến thức rất là quan trọng mà chúng ta phải nhớ nhá ok chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thầy hai công thức đấy một là các em nhận biết được là đạo hàm của hàm hợp thì tính theo công thức nào cái thứ hai là đơn điệu của hàm số thì gồm những cái gì mà chúng ta sẽ giấu ra làm sao để chúng ta sẽ trực tiếp làm cho thầy phần bài tập luôn đó ok chưa các bạn hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng 19 con đúng không 19 con và thầy hy vọng là trong sau mỗi buổi học thì các bạn phải cảm nhận là mình học được cái gì đó mình có hiểu được thầy giảng tầm khoảng 10 bài các bạn có hiểu có 7 bài không đó là cái sự thành công rồi đúng không ạ đó, dù sao đi chăng nữa thì một số bạn cũng mới lần đầu tiên làm chuyện đấy nhưng các em muốn muốn học tốt mà muốn đặt các điểm 9 cộng hoặc là điểm 10 giống như anh chị 2k2 ấy. năm nay thì thầy nói rồi là thầy có 10 con có 6 con điểm 10 đúng không ạ 50 con điểm 9,8 đó rất cao gọi nhỉ? điểm số năm nay của anh chị 2k2 là một năm rất thành công đúng không ạ điểm rất là cao được chưa nên thầy cũng uh, mong muốn rằng là tất cả các bạn là có thể rằng là bắt nhịp nhá. Có một bạn uh, Dũng Đào Hoa bảo là thầy chương trình giảm tải thế nào vậy thầy? À đây có một số bạn nói về giảm tải nhưng mà ừ, các em yên tâm đi, cái đấy không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là nó gộp đầu điểm với không thôi. Còn giảm tải môn toán nó chẳng khác gì nhau cả các bạn ạ. À. Thầy thề các bạn luôn, giảm tải môn toán nó chẳng khác gì nhau cả. Đó. đúng không ạ? Nó chẳng khác cái gì cả. Thầy cũng đang nghiên cứu rất kỹ các em yên tâm với thầy điều đấy bởi vì thầy là người trực tiếp giảng dạy các bạn thì thầy biết rằng là sẽ ra những phần nào, thầy còn biết chắc chắn là nó sẽ ra những dạng nào cơ đúng không? nhưng các em đừng có lo cái đấy, môn toán nó chẳng khác gì nó chỉ giảm mù... căng lắm là giảm môn lý, môn hóa thì may, may ra các bạn mới quan tâm thôi, còn môn toán thì hầu như giảm xong thì tọ chốt lại một câu là học tất, đúng không? học tất Ở cái các bạn quan tâm đấy, đó là có gộp đầu điểm hay không thì đó mới là cái quan tâm, còn những cái thứ còn lại đặc biệt môn toán thì học tất nói cho nó nhanh, đúng chưa các bạn? Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu rồi các bạn nhá. Bắt đầu luôn. À, đương nhiên là tầm khoảng 5 câu đầu thì thầy giảng rất là chi tiết và cực kỳ cẩn thận cho các bạn. Đúng không? Để tất cả các bạn đều có thể nắm được cái tư duy và cách để chúng ta tư giải quyết một bài toán, đúng không ạ? Em chú ý này. À, vấn đề thứ nhất là cho đồ thị đạo hàm, đúng không ạ? Cho đồ thị đạo hàm, hỏi khoảng đơn điệu của hàm số. Đó, FU. Được chưa? Bây giờ các em chú ý này, câu số 1 của chúng ta như sau. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị đạo hàm như hình vẽ bên. Đó, các em nhìn quan sát được hình bên không Cho đồ thị đạo hàm như hình bên Thì đây chính là y bằng gì các bạn Y bằng fx Đúng chưa Y bằng fx đây Khẳng định nào sau đây là sai Đó Khẳng định nào sau đây là sai Đúng không ạ Có 4 đáp án của chúng ta là ABCD Nhưng tất cả bốn đáp án này Thì các em đọc lướt qua thôi Mình không cần đọc chi tiết từng cái đáp án đâu chung quy lại 4 đáp án này Nó đều đề cập đến đơn điệu của hàm số fx đó, các em hiểu ý thầy chưa? Được đọc xong thì chúng ta chốt lại luôn như sau. Hàm số này, đề bài này, người ta đang yêu cầu các bạn là gì? Xét tính đơn điệu hàm số. Đúng không ạ? Đơn điệu của hàm số gì? Hàm số y bằng fx. Đó là cách ngắn gọn nhất để các bạn đọc và hiểu đề bài. Cho đồ thị đạo hàm. Cả bốn đáp án này nó đều đề cập đến một câu, đó chính là xét tính đơn điệu của hàm số fx. Tức là các bạn phải biết rằng là đồng biến hoặc là nghịch biến trên khoảng nào đúng không hàm số đồng biến như khoản nào và nghịch biến như khoản nào đương nhiên nếu như bạn nào tư duy tốt thì bài này nó chỉ dành vào tầm khoảng 10 đến 30 giây thôi nhưng thầy muốn nhắc cho các em một chút đó là các bạn phải có kỹ năng là kỹ năng đọc đồ thị đạo hàm các bạn phải nhớ giúp thầy một chút như thế sau cái kỹ năng này kỹ năng ở đây là gì đó là đọc đồ thị đạo hàm nó y bằng f đó các bạn nhớ thầy chưa kỹ năng đọc đồ thị đạo hàm phải đọc như thế nào đọc như thế nào thì các em quan sát này, đọc như thế nào thì phải quan sát, đúng không? người ta cho các bạn đồ thị đạo hàm đây, đó, thì chúng ta cái chú ý cái gì? đó là cái này nó sẽ cắt trục ối tại hai điểm, đúng không ạ? các bạn nhìn thấy không? cắt trục Oy tại hai điểm, và hai điểm này thì về bản chất nó cũng chính là nghiệm của phương trình f(x) bằng không, đúng không ạ? khi người ta cho các bạn một đồ thị đạo hàm, đó, và các bạn nhìn thấy rằng là nó đang cắt trục OX tại hai điểm thì các em hiểu hai điểm này về bản chất nó chính là hai nghiệm của phương trình f phẩy x bằng không tương đương với hai nghiệm hai nghiệm đây là gì là trừ hai và một đúng không ạ x bằng trừ hai và x bằng mấy x bằng x bằng một đúng không đó khi mà người ta cho các bạn một đồ thị đạo hàm chúng ta quan sát vào giao điểm của đồ thị với trục OX tức là trục hoành thì chúng ta nhận định đó sẽ là nghiệm của phương trình f x bằng 0 bằng không đúng không Tuy nhiên các bạn phải có một cái điều rất là quan trọng này các bạn nhớ này X bằng trừ 2 này thằng này người ta gọi là gì đây Thằng này thì về bản chất người ta gọi là điểm gì các bạn nhỉ Điểm cắt phân biệt Đó tức là cắt một phát phập luôn đấy Đúng không ạ Thì suy ra trừ 2 này Các em có thể dễ dàng suy ra thằng này người ta có thể gọi là nghiệm đơn Lý do bởi vì cắt ở đây là cắt phân biệt luôn Các em quan sát nào Đây Đô thị của chúng ta đây Đó trụ ôi đây Đúng không ạ Nó cắt một cái phát luôn Người ta gọi là cắt phân biệt đấy đúng không? Tuy nhiên x bằng 1 thì bây giờ mình bằng quan sát bằng mắt thường thì mình thấy rằng là điểm tại một này này, tại một điểm này đây. Thì đồ thị nó làm sao đây? Nó được gọi là tiếp xúc với trục khoảnh. Đúng không ạ? Tiếp xúc với trục khoảnh. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Tiếp xúc với trục khoảnh tại điểm có khoảnh độ là x bằng 1. Thì suy ra x bằng 1 này thì về bản chất chúng ta có thể xem như nó là gì? Nó được gọi là nghiệm kép. Đúng không? Đó. nó được gọi là nghiệm kép. Đây là những thứ mà tối thiểu nhất mà tất cả các bạn phải đọc được đó đọc được đồ thị nào Và nhìn vào đây chúng ta sẽ đọc được giao điểm của đồ thị với các trục gì nhỉ tọa độ đặc biệt là trục hoành ok chưa có nhiều bạn hỏi là thế tại sao biết x bằng một là nghiệm kép vậy thầy tại sao nhìn lên đây điểm tiếp xúc vậy thầy thì cái đầu tiên là các bạn phải nhớ chúng ta quan sát bằng mắt nhá quan sát bằng mắt thì mình sẽ biết ngay cái điểm này là điểm phân biệt này đúng không ạ điểm này là điểm phân biệt có điểm này là điểm tiếp xúc điểm tiếp xúc thì các em có thể học được cái từ khái niệm tiếp xúc nó giống như kiểu tiếp tuyến ngày xưa ấy tiếp tuyến là gì là một đường thẳng tiếp xúc với đồ thị tại một điểm đó thì các bạn nhớ thì khái niệm về tiếp xúc cho chúng ta được học từ cái từ cái tiếp tuyến nó đẻ ra rồi đúng không ạ đó mà những thứ nào liên quan đến tiếp xúc thì nó được gọi là nghiệm gì là nghiệm kép hoặc là nghiệm bộ chẵn nhưng trong bài này nó chỉ giới hạn là nghiệm kép thôi đó ok chưa các bạn ok chưa và nghiệm kép này làm sao thì em nhớ lại một chút về cái cực trị đi em nhớ lại một chút về cái cực trị mà thầy đã dạy cho các bạn ấy đó thì làm sao Số điểm cực trị của hàm số đúng không ạ? Số điểm cực trị của một hàm số Y bằng FX Nó là gì các bạn nhỉ? Nó sẽ là gì? Số nghiệm đơn Đó Cộng với gì? Số nghiệm gì? Bội lẻ đúng không ạ? Của phương trình F'X bằng 0 Đó các bạn nhìn thấy chân lý này chưa? Số điểm cực trị của một hàm số Y bằng FX Nó chính là số nghiệm của phương trình Fx, F'X bằng 0 Nhưng chúng ta chỉ được lấy hai loại nghiệm Một là nghiệm đơn hai là nghiệm bội lẻ đúng không ạ nên cái điểm x bằng một này nghiệm kép thì thường, ta thường là auto loại đi đó các em nhìn thấy thầy chưa auto loại đi đó là cái thứ nhất ok không ạ auto loại đi đó tức là nó không phải là điểm cực trị nếu như bạn nào đã học chắc về cực trị thì các bạn sẽ biết ngay là bài này nó chỉ có duy nhất một điểm cực trị thôi đó là đạt được tại x bằng trừ hai đúng không ạ? đạt được tại x bằng trừ hai đó là cái thứ nhất mà các bạn đọc nhá. Người ta gọi là đọc về giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ. Đặc biệt là đọc đến gì? Đọc đến uh, giao điểm của nó với trục hoành đúng không? Đây đọc số 1 các bạn nhá. Đây đọc số 1 này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Tiếp tục là chúng ta đọc đến số 2. Đọc số 2 là một kỹ năng đọc rất quan trọng các bạn nhá. Đây. Thầy dạy tỉ mỉ quá, phải dạy các em, phải dạy tỉ mỉ các bạn bởi vì cái mà thầy mong muốn là bây giờ không phải là lúc mà chúng ta lướt sóng đâu các bạn. Các bạn đừng nghĩ là lướt sóng. Bây giờ phải là lúc mà học chắc. Còn lúc mà luyện đề và tổng vốn là lúc mà tăng level. Các bạn nhớ chưa? Lúc đó mà các bạn giả sử 8 điểm mà các bạn luyện đề lên một phát là lên 9 cộng là các bạn thấy rất là sướng. Bây giờ là lúc mà các bạn phải học chắc chắn. Mình đã không học thôi nhưng mà cần đảm bảo là hiểu sâu vấn đề, hiểu rõ bản chất. Đó, không cần vội vàng gì hết đúng không ạ? Thầy phải dạy rất tỉ mỉ và chi tiết các bạn nhá. Ok chưa? Còn một cái đọc với các bạn ạ? Khi mà người ta cho các bạn một đồ thị đạo hàm thì đọc số 1 là chúng ta đọc giao điểm của đồ thị với trục OX để từ đấy chúng ta suy ra gì nhỉ? Đâu là nghiệm kép, đâu là nghiệm đơn. Từ đấy thì mình cũng có thể nhận định được là đồ thị gốc của chúng ta có bao nhiêu điểm cực trị tất cả. Đúng không ạ? Đó là một cách đọc, đúng không? Đạch đọc thứ hai. Đó là gì? Em quan sát này, các em quan sát. Có một, có một cái nó phải đọc cơ. Đó được gọi là gì? Toàn bộ đồ thị nó nằm bên trên của trục OX đúng không ạ? Nằm bên trên của trục OX. Đó, và nằm dưới trục của ích. Đó, các bạn nhớ chút thầy nhá. Khi nào người ta cho các em một đồ thị đào hàm? Đúng không? Đồ thị đào hàm. Mà đồ thị của chúng ta nó nằm bên trên trục x thì mình có quyền mình khẳng định là f của chúng ta làm sao? Đang dương. Đúng không ạ? Và đương nhiên nằm dưới trục x thì f của chúng ta làm sao? Đang âm. Đó, các bạn nhớ thầy chưa? Đọc thứ hai, đọc thứ hai các bạn này. Đọc thứ hai là gì? Chúng ta lấy cái trục x của chúng ta làm ranh giới. Lấy trục x của chúng ta làm ranh giới, người ta gọi là trục hoành. cái đấy thì chắc chắn là tất cả các bạn đều biết rồi đúng không? Nhưng toàn bộ đồ thị của đạo hàm nếu như nó nằm bên trên của trục x thì mình có quyền mình nói rằng là đạo hàm của chúng ta đang dương. Đúng không? Đó, và đương nhiên là nằm bên dưới trục x thì chúng ta sẽ suy ra đạo hàm của chúng ta đang đang âm. Mà đạo hàm dương thì có quyền kết luận gì? Đạo hàm mà đang dương thì các bạn có quyền kết luận luôn đó là hàm số y bằng fx của chúng ta làm sao là đồng biến đó đúng không ạ và ngược lại nếu đạo hàm của chúng ta âm thì các bạn có quyền kết luận luôn là hàm số y bằng fx của chúng ta làm sao là nghịch biến đúng không là nghịch biến đó là cách đọc thứ hai của chúng ta các bạn phải nhớ cho thầy hai cái cách đọc này để chúng ta sẽ vận dụng một cách rất là trơn con nhà bà chu luôn đúng không ạ trong bài tập nhớ chưa thầy lấy ví dụ trong bài này như sau trong này bài này như sau đó Ví dụ như chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Nếu x của chúng ta lớn hơn trừ 2. Đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy này. Đấy, ví dụ luôn trong câu số 1 nhá Trong câu 1 ấy. Đó, thì làm sao đây? Chúng ta chú ý này. Các bạn quan sát không? Nếu x của chúng ta lớn hơn trừ 2. Tức là thuộc khoảng từ trừ 2 là vô cùng đúng không ạ? X nó lớn hơn trừ 2. Đó, được chưa? Thì các bạn thấy rằng toàn bộ đồ thị của chúng ta đây. Đó, toàn bộ đồ thị nó đều nằm trên trục x. Đúng không? Thì suy ra f và x của chúng ta làm sao? Đều dương. Đó, các em quan sát nào. Nếu x của chúng ta lớn hơn trừ hai thì đây chính là cái đồ thị của chúng ta đây, đồ thị đạo hàm đây. Đúng không ạ? Nó đều nằm bên trên trục x thì khẳng định là fx của chúng ta luôn luôn dương với mọi x lớn hơn trừ hai. Từ đấy thì mình cũng có thể biết là gì nhỉ? Hàm số fx của chúng ta làm sao? Đồng biến, đúng không? Với mọi x thuộc khoảng từ từ 2 đến 2 đến dương cùng, đúng không ạ? Trừ 2 đến dương cùng. Đó. Được chưa? Các em nhìn thấy không? Quan sát mắt đấy các bạn nhé. Cái này là phải quan sát rất là kỹ bằng mắt cho thầy. Đúng không? Đó. Nếu x của chúng ta lớn hơn trừ 2 thì toàn bộ đồ thị đạo hàm của chúng ta thì nó đều nằm bên trên của trục x. Mà nằm bên trên trục x thì suy ra đạo hàm của chúng ta mang dấu dương. Đúng không ạ? Và ngược lại. Ngược lại. Đó là x của chúng ta nó nhỏ hơn trừ 2. Nó nhỏ trừ 2 thì đồ thị nó chỉ có một tí xíu đấy các bạn này. Đó. Các em nhìn thấy không? Một tí xíu đây. Nếu x nhỏ hơn trừ 2. Nhưng mà tí xíu này thì đương nhiên là nó vẫn nằm bên dưới của trục Oy. Nên suy ra x nhỏ trừ 2 thì f' với của chúng ta cũng sẽ gì? Cũng sẽ âm. Và ngược lại thì suy ra là hàm số sẽ gì nhỉ? Nghịch biến, đúng không? Đó. với mọi x của chúng ta sẽ thuộc khoảng từ gì? Âm vô cùng đến trừ 2. Đó. Ok chưa các bạn? <laughs> các bạn nhớ thầy chưa? Đây là hai cách đọc rất là quan trọng nhá. Hai đây là hai hai cách đọc rất là cơ bản và cực kỳ quan trọng của chúng ta đúng không ok chưa rồi cách đọc thứ ba là cách đọc quan trọng nhất này đọc số 3 đọc số 3 các bạn phải ghi nốt cho thầy nhé từng cách đọc một nhé đọc một này đọc hai này và đọc ba tất cả những ba cách đọc này nó đều liên quan trực tiếp đến rất là nhiều bài toán về hàm hợp đúng không có một số bạn bạn là biết rằng là gì nhỉ cái cách đọc số 1 thì nó ứng dụng rất là nhiều về bài toán cực trị Cách đọc số 2 thì có thể giải quyết các bài toán nhanh về đồng nguyên hoặc nghịch biến nhưng cách đọc số 3 là cách đọc rất rất quan trọng. Cái này, thằng này này. Rất rất quan trọng. Đó. Bởi vì nó giải quyết đến hầu như 99% các bài toán về hàm hợp. Đó là cách đọc thứ ba. Các bạn nhớ giúp thầy một chút xíu cách đọc số 3 này nhá. Cách đọc số 3 thì nó là rất quan trọng bởi vì nó chiếm 99% rồi nó giải quyết được tất cả các loại về làm hợp nó có thể đơn điệu này nó có cái cực trị này thậm chí là các bài toán về minh mắt của nó từ nay trở về sau nó đều dùng cách đọc số 3 người ta gọi là phương pháp suy ngược các bạn nhớ nhá phương pháp suy ngược đó suy ngược suy ngược chứ không phải suy nhược cơ thể đâu các bạn nhé ok chưa suy ngược đó, vậy phương pháp suy ngược này là như thế nào đây thì các em chú ý nè đó là từ một đồ thị của đạo hàm không ạ từ đồ thị đạo hàm tức là từ đồ thị y bằng f với x đúng không ạ chúng ta luôn 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 gì luôn luôn suy ra được gì các bạn ạ bảng biến thiên của hàm số y bằng f đó các em nhớ chút thầy nha đây là gọi là phương pháp suy ngược cho tất cả các bài toán về đồ thị đạo hàm được chưa từ khi mà người ta cho các bạn một đồ thị đào hàm chúng ta luôn luôn vẽ được bảng biến thiên của hàm số gốc tức là hàm số fx các bạn nhớ thằng này là thằng gốc các bạn nhé đó và vẽ như thế nào các em quan sát này nhá các em quan sát kỹ này bảng biến thiên thì hiển nhiên của chúng ta gồm có mấy hàng các bạn nhỉ gồm có ba hàng đúng không đây đó đây x của chúng ta nhá đây y phẩy đây đó và đây là gì đây là y bằng fx đúng không thì các em quan sát này các bạn quan sát nhá quan sát thứ nhất đó là gì là chúng ta có hai giao điểm của đồ thị với trục OX đúng không ạ? Đó là trừ -2 và 1. Đúng không? Trừ -2. Đó và 1 đây. Hai điểm này làm cho đoạn bằng 0, chỗ này thì đương nhiên âm vô cùng và chỗ này dương vô cùng rồi. Đó, các em nhìn thấy không? Bạn nhớ ok chưa? Đồ thị đạo hàm của chúng ta cắt trục OX tại hai điểm. Tuy nhiên, các bạn đều để ý rằng là gì nhỉ? X nó lớn hơn trừ -2. Đúng không ạ? X lớn trừ -2 thì đạo hàm của chúng ta đều mang dấu dương. Đó, tức là chỗ này mang dấu dương các bạn này và chỗ này cũng mai dầu dừa đúng không chỗ này thì ngược lại thì mai dầu ấm đó cái này thì nằm ở chỗ ví dụ đọc số 2 mà thầy đã giải thích rất kỹ rồi đúng không ạ x nó lớn hơn trừ hai thì đạo hàm của chúng ta nó nằm bên trên trục x hết đó các em nhìn thấy chưa x nó lớn hơn trừ hai cụ thể là nó nằm trong khoảng từ trừ hai đến một thì đạo hàm của chúng ta nó đều nằm bên trên trục x và ngược lại nếu như mà lớn hơn một thì nó cũng nằm bên trên của trục x đúng không đó các em nhìn thấy không ạ và đây chính là cái bảng xét dấu đạo hàm. Sau đó thì các bạn suy ra gì? Trừ thì đi xuống các bạn này. Đúng không? Trừ thì đi xuống đây, số này số 0 các bạn nhá, số 0 đây. F tại 0 đây, đúng không ạ? Cộng thì đi lên. Đó, rồi đi lên đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Và đây chính là đồ thị của gì các bạn ạ? Bảng biến thiên của hàm số gì? Của hàm số y bằng f(x). Đó. Đây là cái cách làm và bước đọc số 3 là bước đọc quan trọng nhất các bạn nhớ như thầy chưa từ một đồ thị đào hàm chúng ta luôn luôn vẽ được bảng biến thiên của hàm số gốc đúng không ạ luôn luôn là như thế và từ đây thì các bạn có thể quan sát bảng biến thiên các bạn đọc hết tất cả luôn ví dụ đồng biến ngoạn khoảng nào nghịch biến những khoảng nào thậm chí là đạt cực trị hoặc đạt cực đại hoặc thậm chí là cực tiểu tại điểm nào chúng ta đều căn cứ vào đây hết từ nay trở về sau đó ok chưa các bạn đó là cách thứ nhất mà chúng ta phải lưu ý nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như nhà đây, các em chú ý này. Đúng không? Người ta hỏi các bạn là trong bốn mệnh đề nào thì mệnh đề nào sau đây sai? Câu A là hàm số gì nhỉ? Đồng biến với khoảng từ trừ -2 đến 1 thì các em độ chú ý này, đồng biến khoảng trừ -2 đến 1 đúng không? Chắc chắn đúng thôi. Đó, đúng không? Đồng biến với khoảng từ 1 đến vô cùng cũng đúng nốt. Nghịch biến với khoảng từ âm vô cùng đến trừ -2 đúng nốt và đáp án sai của chúng ta là bạn C. Đó, 1 là bạn C, đúng không ạ? Đây, tất cả nó đều nằm ở đây hết sau khi mà dùng phương pháp suy ngược thì mình vẽ được bảng miền thiên của hàm số f(x) rồi thì hiển nhiên chúng ta sẽ đọc được tất cả các bài toán về đơn điệu thậm chí là cực trị chúng ta đều cân được hết các bạn nhớ thấy chưa? đó ok không ạ? xong nhá câu một đấy câu a chắc chắn đúng câu b đúng câu d cũng đúng thì suy ra là câu c là phải là sai cũng như bạn hỏi là thế cậu sai thì sửa lại như thế nào cho đúng vậy thôi à, nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng hai đúng không ạ? thì các bạn quan sát là nghịch biến của chúng ta đó là trên đoạn là trên khoảng từ trừ 2 đến dương cùng Tức là đoạn của chúng ta là gì? Là vô hạn, đúng không ạ? Là vô hạn. Đó, là vô số đấy. Hiểu chưa? Thầy ơi, trai Đà Lạt dễ kiếm người không, không thầy ở? <laughs> rồi rồi rồi, ok ok. À, tại sao nghiệm kép cũng biểu diễn ạ à, thầy? Thực ra thì thầy biểu diễn để, để cho các em có thể hoàn toàn chúng ta hiểu ra thôi. Còn trong quá trình mà các bạn vẽ bảng mình thiên thì chúng ta thường thường ấy là các bài toán khó ấy thì mình sẽ loại cái nghiệm kép ngay từ đầu. Tức là chúng ta thường là không cần bỏ nghiệm kép mà một vào đây làm gì hết. Đúng không ạ? Không cần bỏ vào cũng được nhá. Đó, cái đấy cũng không quan trọng đúng không? Tiếp tục là tương tự như thế chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Cái câu số 2 này làm như thế nào thì các em chú ý luôn nhá. Thầy ơi tại sao thầy không vẽ nét liền mà đứt tại một ạ? À? Bởi vì chỗ này tại một thì thường thường nó sẽ có S tại một nữa các bạn nhé. Đây, S tại một đây nữa này. Đó, hiểu ý thầy chưa? Nhiều bạn hỏi thầy tại sao không vẽ nét liền tại một mà chỗ này ngăn ra? Bởi vì chỗ này là một thì nó có S tại một đây nữa. Đúng không ạ? Tiếp tục là chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2 nhá. Đây, câu số 2 các bạn quan sát kỹ nhá, đề thì nó rất ngắn thôi các em ạ. Cho hàm số y bằng fx đây, có đồ thị đạo hàm như hình bên dưới. Hàm số gx của chúng ta đây, đúng không ạ? Nghịch biến trên khoản nào sau đây? Đấy, đây đích đích thực là bài toán về đơn điệu quả mực. Bây giờ người ta không hỏi là hàm số fx nữa. Đúng không ạ? Các bài dễ là người ta cho các bạn đồ thị đạo hàm. Ok, đây vẫn là đồ thị đạo hàm là y bằng fx đây. Đó, nhưng nếu như các bài toán dễ thì người ta chỉ hỏi các bạn làm số FX đồng biến chứ khoảng nào thôi. Đúng không? Đồng biến chứ khoảng nào thôi. Đó. Nhưng bây giờ người ta hỏi là đồng biến quả hợp. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đồng biến quả hợp. Thì thầy sẽ, thực ra thì có nhiều cách lắm. Có tận 3 cách để làm cơ. Đúng không ạ? Có tận 3 cách để làm cơ. Đó. Có tận 3 cách. Tuy nhiên là thầy sẽ dạy cho các em một cách mà thường thường chúng ta sẽ làm được các dạng khác nhau nữa. Chứ không phải chỉ mỗi thằng này. Đó, đúng không ạ? Mà cách làm này gọi là cách làm chung cho các bài toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và thậm chí là cực trị luôn. Đó được gọi là cách để vẽ bảng biến thiên. Đúng không ạ? Của gì? Của hàm hợp ra. Đó. Thầy phải tắt nhá. Mặc dù là khi mà các bạn đã hiểu cách này rồi thì hiển nhiên là chúng ta sẽ biến tướng ra rất là nhiều cách có thể nhanh hơn. Nhưng cái ban đầu thì thầy khuyên thật là chúng ta nên học cách là vẽ được bảng biến thiên của hàm hợp ra. Đúng chưa? Đó, và vẽ bảng mình thiên hàm hợp thì chúng ta không những là các bạn cân được bài toán đơn điệu này mà còn cân được các bài toán cực trị này đó rồi giá trị lớn nhất nhỏ nhất này thầy chỉ cần lấy ví dụ như đi thi nó ra bài này đúng không ạ mà người ta hỏi các bạn là hàm số đạt cực đại tại điểm nào đạt cực tiểu tại điểm nào là chúng ta nhìn vào bảng mình thiên đó chúng ta trả lời hết tất cả luôn đó tức là không sợ bố con thằng nào hết khi mà các bạn đã biết được cách vẽ bảng mình thiên quả hợp đúng không ạ tức người ta gọi là học một mà biết 10 nó nằm đây đây học một mà biết được 10 nó nằm đây đúng không ạ và thầy dạy cho các em cách làm như sau nó gồm có 3 bước bước 1 bước 2 và bước 3 đó các em nhớ chút thầy rằng là các tất cả các bài toán mà vẽ bảng đến thiên quả hợp thì chúng ta sẽ gồm có 3 bước tất cả được chưa bước 1 là gì là chúng ta tính đạo hàm nó ra đúng không ạ tính đạo hàm nó ra đó được chưa tính đạo hàm nó ra sau đó thì tìm gì tìm nghiệm của đạo hàm Đó, các bạn nhớ giúp thầy nhá thầy ghi cho bạn một phương pháp tổng quát để chúng ta sẽ làm được rất rất nhiều con việc sau thì các em nhớ giúp thầy là các bạn ghi chép cẩn thận vào nhá bước một là mình phải tính được đạo hàm của hàm hợp đấy và tìm nghiệm đạo hàm đấy bằng không tuy nhiên có một cái điều lưu ý là gì chúng ta chỉ tìm gì tìm nghiệm đơn cộng với gì nghiệm bội lẻ thôi đó các bạn nhớ giúp thầy nhá tìm nghiệm đơn và nghiệm bội lẻ thôi còn cái gì nghiệm kép và những cái gì nghiệm bộ chẵn thì mình loại hết đi. Đúng nó giống như kiểu các bạn tìm cực trị đấy. Đó, giống như kiểu các bạn tìm cực trị bạn. Mình tìm nghiệm của đạo hàm thật nhưng mà chỉ được phép lấy hai loại nghiệm thôi. Đó là nghiệm đơn và nghiệm bội lẻ. Chúng ta không được lấy nghiệm kép và nghiệm bộ chẵn. Đó, có lý do vì sao? Bởi vì đó, cái bản chất của nghiệm kép và nghiệm bội chẵn đó là làm cho đạo hàm không đan dấu. Mà không đan dấu thì không phải là điểm cực trị. Các bạn có bỏ vào thì chăng nữa thì nó cũng không có tác dụng đúng không? Nó chỉ có cho các bạn thêm phức tạp hơn thôi. Nên tốt hơn hết là chúng ta không bỏ vào. Nó giống EC như cái bước mà chúng ta làm cực trị các đúng không ạ? ở bước 1 của chúng ta. Các em nhớ nhá. Đó, tính đạo hàm tìm nghiệm nhưng chỉ lấy hai loại nghiệm. Nghiệm đơn thì lấy, nghiệm bội lẻ thì lấy, nghiệm kép loại vớt đúng không ạ? Nghiệm gì? Bộ chặn vớt. Đó, nhớ chưa thầy chưa? Bước thứ hai là gì? Là vẽ bảng mệnh tiền. Đó, bảng mệnh tiền. Vẽ luôn bảng mật tiền và đương nhiên chúng ta phải quan sát vào đâu? Quan sát vào đồ thị thôi, đúng không ạ? Quan sát đồ thị, được chưa? Nhưng trong vẽ bảng mật thiên này thì rõ ràng các bạn có một cái cái cực kỳ quan trọng mà bắt buộc phải làm. Đó là gì? Đó là xét dấu đạo hàm. Đúng không ạ? Xét dấu đạo hàm. Nhớ cho thầy nhá, cái này là ăn nhau chỗ này này. Thằng này là bước mà chúng ta gọi là phân biệt những bạn học giỏi những bạn học khá này. Ừ, ok chưa? Xét dấu đạo hàm bằng cách nào? Bạn nào nhớ cách cái làm không? À, tất cả chúng ta nhớ giúp thầy rằng là trong cái bước mà vẽ bảng mình thiên có một cái rất quan trọng mà nó ăn nhau, ăn nhau có nghĩa là phân biệt nhau những bạn học trung bình hay những bạn học khá, thậm chí những bạn học giỏi chúng ta sẽ ăn nhau mỗi buổi bước này thôi. Được gọi là bước gì nhỉ? Xét dấu đạo hàm. Nhưng để xét dấu đạo hàm chúng ta phải làm gì đây? Bạn nào biết đâu? Đó được gọi là gì? À, phương pháp chọn. Đúng không ạ? Phương pháp chọn. Cái này rất là mạnh các bạn nhé tức là các em thường thường là chúng ta chọn một giá trị bất kỳ và chọn một giá trị bất kỳ nằm trong một khoảng gì đấy. họ chúng ta chỉ cần thay vào thay vào bước một này này đó xem là nó mang dấu dương hay là mang dấu âm đúng không? thì cái khoảng đấy nó như thế hết Đấy chưa? và từ cái đấy thì tất cả những khoảng là đàn dấu tức là chúng ta chỉ cần tìm một khoảng duy nhất thôi. Đúng không ạ? chúng ta chỉ xét dấu khoảng đấy là nó dương hay là âm. phương pháp chọn này cũng giống như kiểu là phương pháp thử thôi đúng không ạ? phương pháp thử thôi chọn và thử nó chẳng khác gì nhau cả nhưng mà chẳng qua là nó chỉ có hai cái cách nói khác nhau thôi còn về bản chất nó đều là gì là như nhau hết đúng không ạ? gọi là chúng ta thử một giá trị nằm trong một khoảng đó, xem là là thay vào bước một xem là đạo hàm của nó tại điểm đấy là nó dương hay âm đúng không dương hay âm khi đã biết là dương âm thì tất cả những khoản lại không cần xét nữa chúng ta chỉ xét một khoảng trên cuộc đời này thôi còn những khoản lại âu tu đan dậu âu tu đan dậu đó đúng không ạ và bước thứ ba thì đương nhiên là kết luận đúng không kết luận thì em nhớ giúp thầy là như thế <laughs> Đúng rồi, chính xác Nhớ giúp thầy nhé Cái phương pháp chọn và phương pháp thử thì thực ra là giống nhau Nhưng mà nó chỉ có cách nói khác nhau thôi Còn đây là tất cả những bài toán về vẽ bảng biến thiên hàm hợp Nó đều trình tự ba bước này Em nhớ giúp thầy nhé Bảng biến thiên của hàm hợp Đó Được chưa các bạn Phương pháp các bạn ghi vào nhé Phương pháp có ba bước này Thực ra thì nó rất ngắn gọn và chúng ta sẽ áp dụng phương pháp này từ nay trở về sau Đúng không ạ? Từ nay trở về sau nó giải quyết được tất cả các bài toán kể cả đơn điệu đó, cực trị giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất cân được hết tất cả mọi bài luôn đúng không ạ tất được hết luôn cần được hết các bạn nhá cân được hết luôn khi các bạn ăn được vững phương pháp này thì không những là đơn điệu đâu thằng này là gọi là học một biết mười nó làm đấy này nắm được phương pháp đó được chưa Và bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cho các bạn là làm được tất cả mọi bài từ nay trở về sau các bạn nhìn cho kỹ vào nhá bây giờ chúng ta sẽ làm này <laughs> ok chưa chúng ta chú ý câu số 2 đúng không ạ? Đây, câu số 2 nhá. Thầy nói trước là nếu như bạn nào đủ level, các bạn sẽ ngấm được cái phương pháp này làm rất là hay luôn. Câu số 2. Bước 1. Đúng không? Đồng biến nghịch biến thì thực ra là đơn điệu, nhưng thằng này thì về bản chất chắc chắn là hợp rồi. Đúng không? Đó, phương pháp bước 1, tính đạo hàm nó ra. g phải x bằng f của thằng này tất cả phẩy đúng không ạ? f của gì? 3 trừ x tất cả phẩy. Đó, thì các em nhớ rằng thằng này có công thức nhá. Em u ấy hàm hàm hợp ấy, đúng không? Thì bằng U phẩy nhân F phẩy U tức là 3 trừ 2x tất cả phẩy, đúng không ạ? Đó là U đây. Nhân F u là F phẩy của gì? 3 trừ 2x. Đó. Ok chưa? Cái này thì không lăn tăn không gợn sóng nhá, bởi vì thầy đã dạy cho em công thức tính đạo hàm của hàm hợp rồi. Từ tại sao lại từ đây nó suy ra đây thì nó có công thức sẵn rồi, đúng không? Và chốt hạ lại là G phẩy của thầy bằng đạo hàm thằng này bằng trừ 2, đó, nhân với F phẩy của gì? 3 mà trừ cho 2x. Chốt hạ lại rồi nhá. Ok men đây. Tính đạo hàm xong là đây là bước mà hay nói đùa là ngu nhất vẫn phải biết đấy. Đúng chưa? Ok đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta tính xong đạo hàm thì luôn luôn phải giải nghiệm của đạo hàm ra bằng cách là cho thằng này bằng 0. Đúng không ạ? G x bằng 0. Tương đương với gì? F của 3 chữ x bằng 0 thôi. Đúng không? Đó, F của 3 chữ x bằng 0 đây. Ok chưa? Tuy nhiên rằng là gì đây? Tuy nhiên là gì? Làm sao để giải thằng này đây? Vấn đề là làm thế nào để giải phương trình này? Chúng ta cần phải tìm nghiệm của nó mà, đúng không? Bước 1 là giải phương trình đạo hàm và tìm nghiệm của nó. Và tìm nghiệm của nó thì chúng ta phải giải phương trình này. Đó, thì làm sao đây? Thằng này người ta gọi là hàm gì các bạn? Là hàm hợp. Đó, các bạn nhớ chút thầy nhá, thằng này thì người ta gọi hàm hợp. Còn lý do vì sao gọi hàm hợp mà không gọi hàm đơn thì thầy đã nói cho các bạn từ đầu đấy. Khác ít là hàm hợp hết. Đúng không? và một cái có một cái chân lý các bạn này có một cái chân con nhà bài lý luôn đúng không ạ có một cái bài rất là chân lý đó là tất cả các bài toán về phương trình hàm hợp muốn giải được nó thì phải giải hàm đơn trước đúng không ạ muốn giải hàm hợp các bạn nhá muốn giải phương trình đúng không ạ hàm hợp đó thì làm sao thì phải giải hàm đơn trước đúng không ạ hàm đơn trước rồi sau đó làm sao sau đó thay lõi đúng không ạ các bạn nhớ giúp thầy nhá thay lõi đó được chưa thay loại Đây là cách làm muôn thuở của chúng ta đây có nghĩa là gì đây làm hợp đúng không nhưng mà trước khi muốn giải thằng này thì chúng ta phải giải cho thầy thằng đơn là fx bằng không đã đó thằng này làm đơn đây kệ nhớ chưa thầy chưa thằng này làm đơn đây đó phải giải thằng này trước nhé bây <laughs> giờ đây là thầy hay nó đua đấy Ngày xưa làm gì nhỉ? Đây là cô chị đúng không? Muốn tán cô chị thì phải chiều gì? Chiều cô em trước. Đến nhà là ông nào mà sau này đi tán gái. Đó, giả sử đây là các bạn xem đây là cô chị đúng không? Muốn tán cô chị thì phải làm sao? Phải chiều cô em trước. Đây là cô em đây, hàm đơn là em đấy. Đúng không ạ? Phải giải quyết thằng thằng em trước. Đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta mới tán được cô chị sau. Tất cả nó đều như nhau hết. Được chưa các bạn? thầy ơi số 2 đâu rồi thầy thực ra thì cái này bằng không thì chúng ta biết là nó chỉ có cái này bằng không thôi mà các em các bạn nhớ là giải phương trình g phải bằng không đúng không trừ hai có gì bằng không được đúng không thay lõi dùng tiếng anh cho nó oai thầy ừ cũng hay phết đấy nhỉ muốn tán cô chị thì phải chiều cô em đó là bản chất quả hàm đúng không đó ví dụ như bây giờ giả sử như chúng ta muốn sang nhà tán cô chị hả? đó thì không những là chỉ có mua cô chị bông, bông hoa đâu mà phải mua kẹo cho cả em nữa cơ đúng không ạ tán luôn cô em <laughs> Ok chưa? Rồi Fx bằng 0 thì các bạn tương đương này. Đây. Fx bằng 0 thì nó là nghiệm của gì nhỉ? Giao điểm của đồ thị Fx với trục x thì có mấy nghiệm đây? Có bốn nghiệm à ba nghiệm đúng không? Trừ -2, 2 và 5 đúng không? Chúng ta có ba nghiệm như sau. x bằng uh, trừ -2, x bằng 2 và x bằng mấy? x bằng 5. Đó, hàm đơn đã xong đúng không? Sau đó thì các bạn nhớ này. Đây tán xong của em rồi, đúng không ạ? xong của em rồi, bây giờ mình đến bước tán đồ trị bằng cách gì? Là bằng cách thay lõi và các em nhớ giúp thầy thay lõi có nghĩa là gì? Có nghĩa là có những cái gì mà liên quan đến x thì mình thay bằng lõi mới đó là lõi 3 trừ 2x. Đó là phương cách giải phương trình hàm hợp là như thế. Muốn tán cô chị thì phải chiều của em. Chiều xong của em rồi thì phải thay lõi để chúng ta giải quyết được cô chị. Đó, nhớ thầy chưa? Cái đích đến của chúng ta vẫn là tán chị cơ. Tán em chỉ là bước gọi là đệm thôi. Nhớ chưa? Đó, nên chúng ta sẽ suy ra như sau. Uh, nhanh tay hút luôn mẹ, <laughs> thịt luôn cô em. ôi giời, mấy đồng chí này cũng hay ghê, ý, ý tưởng rất sáng tạo đúng không? Muốn tán cô chị thì nhiều đồng chí bảo thịt luôn của em, không được. <laughs> tán bà mẹ luôn cho lành lành thầy, ôi giời không được không được. được mấy đồng chí này manh động quá. OK chưa? tương đương nào? thay loại, các bạn nhớ giúp thầy thử thay loại này nhá. cái gì có x thì bây giờ mình thay bằng ba trừ x đúng không? chúng ta có x bằng trừ hai nên ba trừ hai x bằng 2 3 2x bằng 2 đúng không ạ 3 chữ 2x bằng 5 đó Đấy chưa? Rồi các bạn chốt hạ lại chúng ta có 3 nghiệm nhá x bằng x bằng và x bằng các bạn nhầm luôn chút thầy nào chỗ này x bằng mấy nhỉ 5 phần 2 đúng không 5 phần 2 đó x chỗ này bằng mấy 1 phần 2 đúng không chỗ này là bằng mấy Trừ 1 đó ok chưa Trừ 1 tóm lại chúng ta có 3 nghiệm Đúng không? Và đây là bước 1 để chúng ta xong rồi nhá. Bước 1 là xong rồi đấy. Còn nếu như mà bài này mà nó hỏi cực trị thì nó dễ quá. Đúng không? Bài này người ta hỏi là cực trị thì dễ quá. Chúng ta sẽ kết luận là có 3 điểm cực trị. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước 1 đã xong. Đó, các bạn nhớ giúp thầy là tất cả các bài toán mà chúng ta muốn vẽ bảo mấy thiên hàm hờ thì phải tính đạo hàm ra và tìm nghiệm của đạo hàm đấy và tất cả ba nghiệm này khẳng định đều là nghiệm đơn. Đó, đúng không? Nghiệm đơn. Được chưa? Nó lấy hết chứ không có loại thằng nào hết nhá. Chỉ được phép loại những nghiệm kép thôi và những nhiệm bội chặn thôi nhưng trong bài này chả có thằng nào để cho các bạn loại mà chúng ta lấy tất đúng không đến bước thứ hai các bạn nhớ này là vẽ bảng mấy thiên luôn bảng mấy thiên của chúng ta thì luôn luôn có gì có ba hàng như này đó đấy đấy các bạn nhá đây là y bằng y phẩy bằng f phải đây và đây là y bằng f đây đúng không các bạn có ba nghiệm này rồi thì phải làm sao sắp xếp ba nghiệm này lên trên trục số theo thứ tự từ bé cho đến lớn thì trừ một là bé trước đúng không rồi đến 1 phần hai và cuối cùng đến 5 phần 2 Đó chỗ này dương vô cùng các bạn nhá Và âm vô cùng đây ba nghiệm này thì đương nhiên làm cho đoạn bằng không rồi Nó được gọi là ba điểm cực trị của hàm số fx đấy Đúng không Đây không phải fx mà đây là gọi là f phể của gì các bạn nhỉ Đây là gọi là g phể x đúng không G phể x mới đúng cơ Đây là g Bởi vì chúng ta đang cần tìm bảng biến thiên của g chứ không phải là fx Đúng không Để làm hợp mà Đó ok chưa g Ok kem Quê thầy có gần biển không ạ? À? Ờ, ừ. Quê thấy rất gần biển các bạn nhá Hôm nào mà chúng ta gọi là ấy thì uh, đi biển nhá <laughs> Rồi ok rồi các bạn sẽ chú ý này Đây là bảng mình thiên chung đây Ở Trong bảng mình thiên thì chỉ cần một lưu ý rằng là Thứ nhất là có ba hàng này Đúng không? ba hàng như này Các bạn sắp xếp ba nghiệm mà các bạn tìm được bước 1 ấy Lên trên trục số theo thứ tự từ bé cho đến lớn Trừ một bé trước này Đến 1 phần 2 và đến 5 phần 2 Đúng không? Nhưng quan trọng nhất là bây giờ các bạn phải quan tâm xem là dấu của các khoảng là như thế nào Ví dụ khoảng từ âm vô cùng đến trừ 1 thì nó mang dấu gì? Đúng không? Trừ 1 và đến 1 phần 2 nó mang dấu gì? Cái mà các bạn cần quan tâm là nó phải mang dấu gì? Bằng phương pháp người ta gọi là phương pháp chọn. Các bạn nhớ giúp thầy phương pháp chọn hay gọi là phương pháp thử nhá. Chúng ta chọn gì đây? Chọn gì đây các bạn? Chọn x bằng gì đây? X bằng 0 đi. Đúng không? Đó, chọn x bằng 0 bỏ vào đây. Không nó sẽ nằm đâu? Không này nó sẽ nằm trong khoảng từ trừ 1 cho đến 1 phần 2. Đó, đúng không? Dấu hiệu phương pháp thử thôi nhá. Thì nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ các bạn tính g phẩy tại 0 xem bằng bao nhiêu và nó mang dấu gì bằng cách là bây giờ mình thay vào bước một đây. Đó, các em nhìn thấy vào đây. Chỗ nó có ích thì mình thay bằng không vào nhá, xem là nó mang dấu gì. Đó thì các bạn thấy này, chỗ này trừ hai giữ nguyên này nhá. Trừ hai giữ nguyên. Nhân f phẩy của mấy nhỉ? Thay không vào đây chúng ta có f phẩy của 3. 3 trừ 2 nhân 0 thì cũng bằng 3. Đúng không? Xem nó mang dấu gì các bạn nhá. Đây. Các bạn quan sát này, 2 đây nằm đây đúng không? Thì 3 nó nằm đâu? 3 nằm đây. Đúng không? Thì F phẩy tại 3 nó nằm đây. Đây là F tại 3 này. Đó, nó mang dấu gì đây? Nó nằm bên dưới trục x thì chứng tỏ F phẩy tại 3 của chúng ta đang đang âm. Đúng không ạ? Các em quan sát rõ không? Đây là đồ thị F của chúng ta đây. Chỗ này là 2, chỗ này là 5 thì các bạn có thể hoàn toàn suy ra F phẩy tại 3 sẽ mang dấu âm. Mà âm nhân âm thì làm sao? Âm nhân âm thì ra ra gì? Ra dương. Đó, được chưa các bạn âm nhân âm thì là dương vậy chắc chắn là trên khoảng này nó mang dấu dương này đó chúng ta vừa thử sang một giá trị bất kỳ là x bằng không vào đấy thì tất cả những khoản lại là đan dấu đan dấu có nghĩa là thằng này là âm này đúng không thằng này là âm này và thằng này là dương đây đó trừ thì đi xuống cộng thì đi lên trừ thì đi xuống và cộng thì đi lên đó các em nhìn thấy chưa tất cả nó đều vào đấy hết tất cả nó đều vào đấy hết bởi vì lý do là gì Đến đây chúng ta hoàn toàn có thể đọc được cực trị của hàm số cơ. Ví dụ như hàm số này người ta bảo là có bao nhiêu điểm điểm cực đại. Đây, đề bài này đây. Hỏi hàm số gửi của chúng ta có bao nhiêu là cực điểm cực đại, bao nhiêu điểm cực tiểu. Đúng không? Rồi đạt cực đại tại điểm nào, đạt cực tiểu tại điểm nào thì tất cả nó đều nhìn vào bảng thiên chúng ta đọc hết. Ví dụ này. Đây, đây F tại 1/2 đây. Đó, đây F tại -1 đây. Đúng không? F tại 5/2 đây. Và chắc chắn rằng là nó sẽ đạt cực đại tại điểm x bằng 1/2 cực tiểu tại trừ một và năm phần hai tất cả nó đều đọc được cái dựa vào bảng bên tiền này đó đúng không ạ và chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba là ngay và luôn nhé ok chưa các bạn suy ra gì đây nghịch biến những khoảng nào trong các khoảng sau nghịch biến những khoảng nào thì chúng ta nhìn vào đây thì các bạn thấy rằng có hai khoảng thôi đúng không âm vô cùng đến trừ một này đây nhìn thấy không nó nghịch biến thì đạo hàm của g phế của chúng ta sẽ mang dấu âm tức là âm vô cùng đến trừ một đúng chưa và gì 1 phần 2 đến 5 phần 2 Nên chúng ta chọn đáp án gì các bạn nhỉ Đáp án gì đây Âm vô cùng đến trừ 1 Chúng ta chọn đáp án C đúng không ạ Câu 42 hay ạ à? Rồi ok Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 3 nhé Nói chung là mấy câu đầu thì thầy giảng kỹ thôi Mấy câu sau thì các bạn tương tự chúng ta sẽ làm được đúng không Nhanh lên thầy ơi Ok rồi tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 3 nhé Thầy ơi nhanh một tí Rồi ok thầy thấy rồi Rất nhiều bạn comment nhanh rồi nhá <laughs> đúng lời nguyên giảm chậm <laughs> Ok chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 3 Đúng không ạ? Câu số 3 nhá Khi mà các bạn đã biết cách làm rồi Chúng ta sẽ làm rất là nhanh rồi nhá Cho đồ thì f như hình vẽ đây Y bằng f đây đúng không? Như bên dưới Hàm số gối của chúng ta đồng biến Như khoảng nào? Công chắc khoảng sau Đó thì auto làm 3 bước thôi Bước 1 này À, tính đạo hàm đúng không Chúng ta có g phải x Có đúng chính xác là bằng Trừ 2 nhân với f phải của 1 trừ 2 x không ạ? Đó, tương tự các bạn nhá Tất cả đều tương tự hết Tính đạo hàm chúng ta có công thức sẵn rồi Sau đó thì mình hiểu là chúng ta cho đạo hàm đấy bằng 0 Thì tương đương với f phẩy nhỉ? Của 1 2 x sẽ bằng gì? Sẽ bằng 0 Đó, ok chưa? 1 trừ x bằng 0 Sau đó thì các bạn nhớ giải phương trình này bằng cách nào? Chúng ta chỉ cần quan sát đấy thôi đó, có mấy nghiệm đây? Có tổng cộng là 4 nghiệm. Đó là nghiệm của phương trình f(x) 0 đúng không? Bây giờ các bạn giải hàm đơn là chúng ta giải f(x) 0 này. Đây là hàm đơn các bạn nhá. Thì mình sẽ dễ dàng chúng ta tìm ra 4 nghiệm x bằng mấy đây? Trừ -1, 1 và 4 đúng không? x bằng 1 này, x bằng 2 này và x bằng 4. Thì sau đó thì các bạn thấy rằng phương trình này nó cũng tương đương là bây giờ thay lõi các bạn nhá. 1, 2X bằng, chữ 1. 1 chữ 2x bằng -1. 1 2x bằng 1. 1 2x bằng 2 Đó Các bạn nhìn thấy chưa Bằng 4 Chắc chắn chúng ta cũng sẽ tìm ra 4 nghiệm phân biệt Các bạn nhầm luôn này X bằng mấy đây Chỗ này là bằng uh, uh, 1 đúng không ạ Chỗ này bằng mấy các bạn nhỉ 0 Đúng không Chỗ này là bằng trừ 1 phần 2 Đó và cuối cùng chỗ này bằng mấy các bạn nhỉ uh, Chỗ này là bằng trừ 3 phần 2 Đúng chưa? Nó có bốn nghiệm này, chắc chắn bốn nghiệm này đều là bốn nghiệm gì? Bốn nghiệm đơn. Nếu như mà người ta hỏi về số lượng cực trị thì các em có thể suy ra luôn là có bốn điểm cực trị thôi. Đúng chưa? Rồi, bước 1 đã xong, đến bước thứ hai chúng ta vẽ bảng thiên luôn. Đây. X đây đúng không ạ? G phải x đây và đây là gửi rồi chúng ta sẽ có nào đây là âm vô cùng này có bốn nghiệm là trừ ba phần hai trước nhá sau đó đến trừ một phần hai này để không này đúng không ạ đến một này và cuối cùng là gì? Là dương vô cùng. Đó, ok chưa? Bốn nghiệm này đều là làm cho đoạn bằng không. Rồi, bây giờ các bạn xét này. Các bạn xét nhỉ? <laughs> à đúng rồi, chính xác cái điểm này điểm tiếp xúc các bạn nhỉ? Điểm 4 là điểm tiếp xúc nên chúng ta loại thằng này đi, chúng ta nên loại thằng này luôn đi, đỡ phải bỏ vào các bạn ạ. Loại 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 loại, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, may quá, loại. Đó. Loại 4 đi đúng rồi, loại 4 đi chứ các bạn, loại thằng này đi các bạn nhá, loại đi. Chúng ta không cần phải bỏ quan tâm bỏ vào đây đâu. Đúng chưa? Đó, nếu như bỏ vào rồi thì thôi không sao các bạn nhé Bỏ, đúng không? Bỏ đấy Các bạn không cần nhắc đến thằng này luôn cũng được Được chưa? Có thực ra thì có bốn nghiệm nhưng mà trong đó có một điểm tiếp xúc nên chúng ta loại đi Điểm tiếp xúc thì nó được gọi là nghiệm kép nên các bạn phải loại đi, đúng không? Nó chỉ có ba loại, ba nghiệm thôi Đó, bây giờ chúng ta dùng vùng phương pháp chọn nào Chọn một giá trị bất kỳ, ví dụ bây giờ các bạn chọn x bằng 2 hai thì hiển nhiên nó sẽ nằm trong khoảng từ 1 cho đến dương vô gì dương vô cùng thì bây giờ nhiệm vụ là các bạn tính g phẩy 2 hai xem là mang dấu dương hay dấu âm. Thì bạn thay vào đây. G của chúng ta bước một đây đúng không? Bây giờ các bạn tính G phẩy tại 2 có nghĩa là chỗ nào có x thì mình thay bằng 2 vào. Thì bằng gì? Chữ -2 này. Đó, nhân f tại bởi đây. 1 4 nó bằng -3 thôi. Đúng không? Xem f phẩy tại -3 nó âm hay dương nào? Đây, các em quan sát này. Chữ -1 nó nằm đây. Thì chứng tỏ -3 nó nằm ở tiết trên này này. Đúng không ạ? -3 nó nằm tiết dưới này. f phẩy tại -3 nó mang dấu gì đây? chắc chắn mang dấu âm đúng không mang dấu âm thì cũng tương tự là âm mà nhân âm thì ra gì ra dương đó ok chưa các bạn tự ra thầy ơi ok <laughs> rồi suy ra này thằng này cộng này đó thằng này thì trừ này đúng không thằng này cộng này thằng này trừ này đó trừ này đúng không trừ trừ đó tức là không cần phải bỏ vào nữa thì cũng không có tác dụng gì đúng không trừ thì đi xuống cộng thì đi lên chưa thì đi xuống và cộng thì đi lên đó và chúng ta sẽ biết được ngay hàm số sẽ đồng biến khoảng nào đó là gì các bạn nhỉ 1 trừ một phần hai đến không và gì và một đến dương vô cùng nên chúng ta chọn đáp án gì đáp án d ok chưa thầy phần này thầy giảng kỹ một lần rồi mà giờ lại giảng lại kỹ quả ok nói chung là giảng kỹ để cho các em có thể nhớ được lâu thì là tốt nhất đúng không đó là câu số 3 các bạn nhá Tiếp tục là chúng ta chuyển sang câu số 4. Ok không ạ? Câu 4 nhá. Đồ thị f(x) như vẽ bên dưới này. Đó, để các bạn nhìn thấy không? Đây cũng là f(x) các bạn nhá. Tất cả những dạng này là người ta đều cho đồ thị đạo hàm hết. Sau đó thì hỏi thằng này nghịch biến đến khoảng nào? Nó cũng là hàm hợp thôi đúng không Nó cũng là bài toán đơn điệu hợp thì các bạn làm ba bước thầy bước 1. Tính y phẩy nào. Y phẩy là bằng 2 cộng với mx tất cả phẩy nhân với f phẩy của 2 cộng với mx. Đó, đúng không? Đó là g phẩy đấy. Tương đương với g phẩy x của chúng ta sẽ bằng gì? Đạo hàm của 2 thì bằng 0. Đạo hàm của mx thì bằng mx, đúng không ạ? Và nhân với f phẩy của 2 cộng với mx bằng bằng 0 luôn. Đó, ok chưa? Đúng không ạ? Thì ở đây thì có dạng A nhân B bằng 0 thì hiển nhiên chúng ta sẽ có hai trường hợp rồi. Một là mx bằng 0 hai là f phẩy của 2 cộng mx của chúng ta làm sao sẽ bằng 0 Nhưng các em nhớ rằng thằng này nó không bao giờ có này Thằng này vô lý này Đúng không ạ? Bởi vì mx không thể bằng 0 được Nó chỉ có một cái phương trình thứ hai các bạn cần phải giải thôi Để bạn tìm nghiệm nó ra Đó là f phẩy của 2 cộng mx bằng 0 Đúng chưa? Tuy nhiên giải hàm này nó đều được gọi là hàm hợp hết Tất cả những thằng này đều gọi là hàm hợp đó mà muốn giải hàm hợp thì chúng ta phải giải hàm đơn nó giống như kiểu cách mà thầy dạy cho các em là gì muốn tán cô chị thì phải chiều cô em hàm đơn của chúng ta đó là hàm f với bằng không đó ok chưa tương đương làm sao đây có hai nghiệm đúng không x bằng không x bằng ba đấy x bằng không và x bằng ba đó nhưng x bằng không thì này được gọi là điểm tiếp xúc đúng không ạ điểm tiếp xúc thì chúng ta loại đi Ờ, uh, e là gì thầy, thầy em thì thực ra thì uh, sang chương 2 sắp tới đây thì các bạn sẽ học thôi E là một số gì nhỉ? Bằng 2,71 ấy Đấy chưa? Ok không ạ? Tạm thời trước mắt là các bạn chỉ cần biết E của chúng ta là bằng 2,71 thôi Là một cái số Đây trong máy tính của chúng ta bấm E là bấm thế nào nhỉ? Bấm Shift là E này Bấm bằng một phát thì nó ra bằng 2,71 thôi Nhá Đó một con số gọi là ấy thôi nhá được chưa? X bằng 3, x bằng 3 này người ta gọi là nghiệm đơn các nhá, nên chúng ta sẽ suy ra. Đúng không ạ? Tương đương nào? Thay lõi 2 cộng mx bằng 3 đúng không ạ? 2 cộng mx bằng 3 tương đương với mx bằng mấy? fx bằng 1. Đúng không ạ? mx bằng 1 thì các bạn sẽ suy ra là x của chúng ta bằng bằng 0. Đó, cái này thì các bạn giải nhanh một chút xíu bởi vì uh, uh, nó sẽ liên quan một chút liên quan đến kiến thức của chương 2. Đúng không ạ? Cứ tạm thời trước mắt thì chúng ta cũng chưa cần phải nghiên cứu là mx là cái gì đâu các bạn. Đây, thầy sẽ hướng dẫn các bạn này. E này mũ không lên này thì đúng bằng màu không? Đó, chúng ta tìm ra một nghiệm duy nhất là x bằng không thôi, đúng không? Sau đó chúng ta vẽ bảng thiên nhá. Đây. X đây đúng không ạ? G phải x đây và đây là g. Chỉ có một nghiệm x bằng không thôi, đây là âm vô cùng và đây là dương vô cùng. Đó. Được chưa? Làm tròn 2,72 chứ thầy. Ừ, thì làm tròn 2,72 đấy. Đạo hàm MX phải khác chứ thầy Không, đạo hàm của em MX thì các bạn được học lớp 11 rồi Vẫn là bằng em à, Cái thằng này là cái thằng rất là 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 là, là Của chuối các bạn Bởi vì sau này các bạn học cả nguyên hàm nữa Cái duy nhất Câu này là câu trên đường lên đỉnh Olympia Người ta hỏi các bạn là một cái gì, một hàm số nào đấy Đạo hàm bằng chính nó Nguyên hàm bằng chính nó Đó chỉ có một hàm số duy nhất là MX Các bạn nhớ cho thầy nha sau này lên lớp uh, 12 đúng không ạ? Không phải sau này nữa đâu mà sau này học sang chương 3 thì các bạn chú ý cho thầy một cái hàm số mà đạo hàm bằng chính nó đó là mx đó thì các em nhớ giúp thầy là mx đạo hàm thì cũng chính là bằng mx đúng không sau này học nguyên hàm của mx dx thì nó cũng bằng mx luôn đó sau này thì học sang chương ba đúng không nói gì mà nói sau này mà số xa thôi xa xôi thế ờ, tháng 10 tháng 10 chúng ta sẽ học sang nhá tháng 10 sẽ học sang chương ba được chưa không phải học đồ dưỡng mới học đâu mà tất cả cái này học đều là học lớp 12 đúng không ạ đây là những cái mà thầy dạy cho các em đều là cái kiến thức cái liên quan đến thi trung học thông quốc gia chứ không phải học bồi dưỡng đâu đúng không rồi bây giờ các bạn chọn đại thầy một cái nào phương pháp chọn nào chọn x bằng mấy x bằng một đi sau đó chúng ta thay vào xem g tại một sẽ mai dấu gì các bạn nhá thay vào đây e mũ một này nhân với f phẩy của hai cộng với e đúng không ạ bằng e nhân với f phẩy của mấy nhá hai cộng với hai thì gần sấp xỉ là bằng bốn các bạn nhá Xem nó mang dấu gì nào E này là bằng 2,1 này Mặc định luôn Đấy chưa Rồi các bạn xem này Đây là 3 đây Đúng không 4,71 kiểu gì mà trả lớn hơn 3 Thì F phẩy tại 4,71 nó nằm trên này các bạn này Đó Đúng chưa các bạn Nhìn thấy chưa Nào học số phức vậy thầy Nói chung là cứ theo thứ tự thôi các bạn nhé Theo thứ tự thôi Trong Nói chung kết thúc lớp 12 kết, uh, kết thúc tháng 12 Chúng ta học xong chương trình rồi mà Đấy chưa các bạn Thằng ý nhắc lại một lần nữa đây là ba này đồ thị đạo hàm của chúng ta có sẵn đây rồi Đó, ba nó nằm đây vậy bốn thì nó phải nằm ở trên này đúng chưa đó vậy chắc chắn f, f phải f phẩy của bốn một là nó mang dấu dương bởi vì đồ thị nó nằm bên trên của trục x chúng ta luôn luôn lấy lãnh giới trục x để các bạn so sánh cho nó dễ đúng không thằng này dương thằng này dương thì chúng ta suy ra nhân với nhau cũng mang dấu dương đó từ đấy thì các bạn sẽ suy ra luôn thằng này cộng này thằng này trừ này xong chưa thì chúng ta suy ra gì đây hàng nghịch biến chứ khoản nào trong các khoản sau thì chúng ta chọn đáp án gì đáp án a đúng không ạ bốn a nhá dạy qua vấn đề hai luôn thầy ơi ờ, từ từ đã học xong vấn đề một đâu mà học xong vấn đề hai cứ từ từ bình tĩnh các bạn nhá đó là câu số 4 của chúng ta tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 5 nhá câu số 5 cho số đây đúng không ạ đồ thị hình bên như dưới ngựa đồng biến khoản nào sau đây đó Câu này thì uh, các em có thể làm sau cũng được các bạn bởi vì nó có một cái công thức đạo hàm không biết các bạn đã học chưa. Đạo hàm của amic ý bằng AMX gì nhỉ? Nhân với lena A. Đó, còn AMU tất cả phẩy thì bằng U phẩy nhân AMU và nhân với lena A. Có biết các bạn học công thức này chưa? Đó. Không biết các bạn học công thức này chưa nhỉ? 5B ở à, đấy có bạn 5B đã làm rồi rồi thôi thì chúng ta cứ làm đấy nhá Nếu bạn nào chưa chưa nhớ công thức này thì chúng ta xem lại sau đúng không thực ra thì các bạn chỉ cần nhớ rằng là công thức này để áp dụng để tính đạo hàm này thôi còn tất cả mọi vấn đề còn lại thì nó làm điều trình tự ba bước hết bước 1 g với x bằng u của chúng ta là thằng trên ấy. đúng không ạ a u thì bằng u phẩy tức là f của 3 trừ 2x tất cả phẩy đó u phẩy đây dùng công thức này này nhân amu là nhân với nguyên thằng này hai mũ f 3 trừ hai x đúng không và nhân với len a là nhân với len hai thì các em nhớ lấy máy tính các bạn bấm len hai này đó bằng 0,69 đúng không ạ sau đó cho bằng không nó cho bằng không được chưa chưa thể ơi nói chung là cũng có nhiều bạn chưa nó chắc chắn là các bạn nhiều, nhiều bạn chưa nhưng mà dù sao đi chăng nữa các bạn chỉ cần nghe thôi nhá nghe thôi công thức này là công thức đạo hàm của hàm số a mũ x đó được chưa bỏ câu năm đi thầy từ các bạn thôi cứ 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 làm đi với bản chất nó chỉ có tính đạo hàm ra đấy thôi đúng không ạ sau đó thì làm tương tự thằng này luôn luôn dương này thằng này luôn luôn dương này đó thì có tính mỗi thằng này thì các bạn tương đương đạo hàm cái này thì bằng trừ hai nhân f phẩy của 3 trừ hai đó nó cũng không hề khó đâu nó không hề khó đúng không ạ đây chỉ có mỗi cái việc là các bạn tính đạo hàm ra thôi. Còn tất cả các cái còn lại thì nó tương tự nhá. Sau đó thì làm sao? Trừ -2 nhân thằng này bằng 0 thì các bạn tương đương f' của 3 2x là bằng là bằng 0. Sau đó các bạn nhìn cho thấy đồ thị nào. Đồ thị thì mình có mấy nghiệm đấy Mấy nghiệm đấy nhỉ? À, 3 nghiệm là trừ -1, 1 và 4 đúng không? Thì tương đương này. 3 2x là bằng trừ -1. 3 2x bằng 1. Và 3 2x của chúng ta bằng mấy? Là bằng 4. Đó. Tương đương với chúng ta có 3 nghiệm nhá. Thằng này các bạn nhầm là x bằng 1 thì phải này. Đúng không nhỉ? Ờ, không phải x bằng 2 thì phải. hai. Nhầm luôn các bạn nhá. Chỗ này đúng chính xác x bằng 1 này. Cái này thì x bằng uh, mấy nhỉ? Trừ 1 phần 2. Đó. Cũng tương tự thôi. Chả khác gì nhau cả. Đúng không? Sau đó thì đến bước thứ hai là các bạn vẽ bảng thiên luôn nhá. Đây. Đó, x đây đúng không ạ? G phải x đây. Đây là gx nhá. <laughs> Ở cái ấn len như thế nào phải thấy trong máy tính của chúng ta có cái lừ len này, này các bạn này có chữ là ln đây đúng không ạ? Chúng ta bấm len 2 thì nó sẽ ra một số đây là 0.69, tức là nó vẫn mang dấu dương. Đúng không? Ok không ạ, Rồi, chúng ta có ba nghiệm là trừ 1/2 đứng trước này. Đến 1 này và đến 2 này, chỗ này dương cuối cùng này. Ba nghiệm này làm đạo bằng là 0. Đúng không? đó bây giờ các bạn chọn thôi chọn bừa một số là chọn x bằng không cho nó khỏe đúng không chọn x bằng không nào đó giờ sau đó các bạn thay vào đâu g phẩy tại không xem nó bằng bao nhiêu thế lại chậm lại đi thầy à ừ lại chậm lại <laughs> lại bảo thầy nhanh bây giờ bảo chậm thầy bảo thầy chậm lại đâu g phẩy tại không thì bây giờ mình thay vào đây tại bước một nhá, nhưng mà chúng ta chép dấu nên các bạn không cần bỏ thằng này vào hai thằng này nó luôn luôn dương rồi nó đúng không luôn luôn dương rồi. được chưa ờ, bỏ vào đây thầy bỏ vào đây chúng ta có trừ hai này đúng không đây đó thực ra cái này các bạn phá ra thì vẫn là cái này nhá nó không khác gì nhau đâu đúng không f phải tại mấy đây 3 trừ không vẫn là bằng ba đó quan trọng nhất là các bạn để ý này để ý đây đồ thị này là đồ thị của đạo hàm đúng không ba nó nằm đâu ba nằm đây đó, vậy F tại 3 nó nằm dưới này này. Đây, F tại 3 đây. Đó, nhìn nhìn kỹ không? <laughs> Được chưa? Có, bạn Đỗ Văn Đoàn hỏi là, thầy ơi tại sao hai mũ cái kia lại lớn không phải thầy? Ừ, có một bạn cũng hỏi thầy nói luôn này. Chính xác cũng có một bạn hỏi thầy ơi, tại sao biết thằng này luôn luôn lớn không phải thầy? Từ nay trở về sau tất cả các bài toán về liên quan đến hàm số y bằng 2 mũ x y bằng 2 mũ u thì luôn luôn dương với mọi. Đó, mọi x và mọi u. Đúng không? Không tin các bạn lại mình tính các bạn bấm đi. Đây, hai mũ này trừ 100 đó đúng không trừ 100 thì hơi nhiều quá đây trừ 12 luôn luôn dương nhá hai mũ thằng nào thì cũng dương hết được chưa tóm <laughs> lại thằng này làm sao nhỉ còn một cái âm đúng không cái này âm này âm nhân với âm thì ra dương đó được chưa mà g phải tại không của chúng ta dương thì các em nhớ rằng là trên khoảng từ trừ một phần hai đến một chúng ta cũng mang dấu dương luôn tất cả những khoảng lại còn đan dấu đó âm thì đi xuống, dương thì đi lên, âm thì đi xuống và dương đi lên. xong chưa? đây là cách các bạn đọc nhá. các bạn nghịch biến những khoảng nào thì các em có thể suy ra luôn nó nghịch biến trên hai khoảng là âm vô cùng đến trừ một phần hai và từ một cho đến hai. đúng không ạ? chúng ta chọn đáp án nào nhỉ? đồng biến đúng không ạ? đồng biến thì một trừ một phần hai đến một và hai đến dương vô cùng thôi. chúng ta chọn đáp án gì? đáp án b. đó. câu năm đáp án b đúng không ạ? Nhìn thấy chưa? Hầu như mà cái phương pháp mà thầy dạy cho các em là phương pháp vẽ bảng hàm ở thì chúng ta sẽ làm rất là chính xác và cực kỳ chuẩn luôn nhá. Bước thứ ba chỉ là bước mà chúng ta kết luận thôi. Xem người ta hỏi đồng biến thì mình kết luận là đồng biến. Dựa vào đạo hàm của chúng ta sẽ mai dấu dương. Còn nếu như người ta hỏi thích hỏi nghịch biến thì là chúng ta trả lời nghịch biến thôi. Chắc chắn đạo hàm thì làm sao? Thì sẽ mang dấu âm thôi. Đúng không? Đó là câu số 5 nhá. Tiếp tục câu 6. Câu 6 thì cũng ra cũng tương tự nhưng mà câu 6 nó có hai cái mà các bạn phải lưu ý. Thứ nhất là các bạn phải dùng công thức đạo hàm của trị tuyệt đối. Đó, cái thứ hai là chúng ta phải chia làm hai trường hợp. Đúng không? Câu 6. Các bạn cô thầy muốn thầy làm câu số 6 luôn không?